nay chuẩn bị á, nó chuẩn bị làm mắm nữa, nấu mắm cá cha, cái cha với gà, lẩu mắm mà thì lẩu mắm nay mình làm lẩu mắm nha, cá cha với gà. Sẵn tay tượng, sẵn dao, bắp chuối, cà. Lạc mới bắt từ sáng coi mà từ thấy. Cái gì vậy? Cái gì? Bà bắp chuối. Mày nói chuyện tao không hiểu, mày còn hơn nước ngoài. Nói cho nó cha mày dịch. Bạn mình chơi nghe mặn gà luôn. Lại dám lại vậy. Hả? Mặn gà làm nổi. Quen. Quen rồi lạ. Quen không? Quen bà ba. Quen á lạ mày lại vậy. Quen bà ba không? Hả? Quen không? Quen. Quen hả? Nó không có cọng dây mà có lấy bọc có làm cọng dây được. Quen sao? Nằm quá hay. Vậy là sáng chế nữa. Mày có lên cảnh không quen vậy? Sáng chế à. Mắm rồi phải có cà ha. Cà chín. Cà đúng với mắm luôn. Đúng không? Có mắm mà. Trời ơi, nó mà dạng mắm thì phải có cà. Mắm hay cà mới đúng ba bộ nữa. Đọc bí nè, lần nào cũng có nó chứ ha. Ăn lẩu là có nó. Nó là da chấm. Da chánh. Gà với cá là tụi. Cá này cả mấy ký, 4 ký không? Gì 4 ký? Thấy bự quá mà. Cá này tệ cũng 2-3 ký chứ. Rau vườn, rau vườn, cái gì rau vườn, rau nhà trồng mà không à. Trời, trẻ cha con lật hồi là không có gì. Còn mấy đầu kìa, cha lật hết. Cha mà, nó bắt năm đổi chai ga mới mà. Chai mới đó. Bắt năm đổi chai ga mới đó, chứ nhà này không còn chai nào hết trơn. Chưa bật cửa. Mới nó ra chưa bật, qua rồi nó bật cho cái này chín. Bắt quạt đi. Quạt im chỗ đi, bắt muốn đi chứ. Bước ra mà để vô được. Giờ mình chuẩn bị nhập tiệc nha các bạn. Đây mình ăn có thịt gà. Cũng lẩu mắm nhưng mà có thịt gà. Gà đây cá cha, cá cha thái như tẩm lùi á. Mình chuẩn. Đây mình có đậu bổi nè, rau. Rau độc bí, bí bắp chuối, dưa cà chuối. Làm nhà này sắc bên kia có bên đó có gỗ rau tai tượng nữa nha các bạn. Nhà ông bà hổ thì chà láo hổ. Mà ship giờ đó, hai mày ngồi ship ra chơi. Được bà. Vụ gì mà không ăn? Đó ta. Vô ăn lao lẩu nè bà ơi. Vô ăn lẩu thịt gà, cá cha. Rau rồi không ăn ngon. Gào đi bác ơi. Âu lại tới đàn ba đi, chạy thẳng. Lâu quá không gặp bác ba. Nãy có tiệc đây con chạy ở đây luôn nè. Bữa không? Chạy không hết, con má chứ là ai chở đi hàng này thứ ba. Nãy con mi chở đi nhậu nhẹt nữa. Đi nhậu có tiệc dưới kia kìa. Đây nè má. Này bác ba, dưới Vĩnh Long lên. Bữa nào mình thấy nhiều cái mình dài bao cuộn sao là thôi. Bữa nào mỗi cái lần trước. Bánh đủ chén chưa? Xôi rồi, cầm chén đi. Sườn ăn mới lạnh đi. Rồi, mời dùng đũa đi, cầm đũa ăn đi. Hồi nãy chị Năm có uống sáu rồi không? Ừ, nó không ăn. Nó không ăn. Hồi lắm gì nãy gặp hết gì rồi. Có cá không? Có hai con, sắp đây con. Quay cho bác lên YouTube luôn. Nè cho có bà thầy tham dự nữa càng đông vui nha. Mắm ngon. Lạc xong vô ngồi đi. Chùa tôi quay ngoài với ông mà. Ở ngoài chút cái gì? Có
nhúc chứ. Ăn đây có ai có ý kiến gì không, ai khen ngon gì không? Nói đó coi. Món là món ruột của người ta kia nữa. Ừ. Ăn mà không thấy ai la là được phải không? Không ai khen. Món ruột lắm mà. Này xa hai cái bắp chuối luôn á. Chấm cho nó cay vô. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà cùng ăn mắm. Lẩu mắm thịt gà với cá tra như tám lù sắc ra nhỏ nhỏ tên như tám lù nha các bạn. Mà ta ăn đây nó nói chuyện nó phạt con đi. Cái này ai ăn đi? Không để xin đây không chị năm. Chia ra làm hai đi. Thì ai ăn để vô. Em ăn bông bí. Chia ra làm hai đi. Ai ăn đúng rồi. Con lửa thảm. Không nó cào xuống dưới bẻ đập bí nhé. Đập cho mình nó hết rồi. Của chị năm nhóc. Hỏi này quá trời luôn, đọc bí luôn mà. Chị nằm một chút đó à. Không mặn sao bà chừa vòng vòng chứ. Bà biết chị, hai ba ngủ hết không có ăn. Có ý đồ sẵn rồi để rau ăn lẩu mà. Thôi đừng để thịt nhiều thôi. Hắn này lo sẵn rau không quên bún đúc. À, đi điện luôn đó. Gà mà. Gà nhà mua không có nhớ không? Gà nhà em mua à. Ăn gà chết không à? Ăn gà sống sao ăn được? Không ăn đập quay hoài con. Quay chút mới ăn được. Quay đã đâu rồi? Quay chị luôn á. Quay nhìn ta ăn thèm cái ba vô ăn luôn. Muốn đi ăn để nó chứ mình ăn thấy đâu. Ma nói gì lên âm gú chưa hả? Ăn cay chứ đi mẹ nó. Ăn nóng mà ngon quá, không ai khen. Lẩu nóng ngon chết rồi đó. Không ai khen ai ngon gì chứ. Rồi, tới mình ba vô mình ăn các bạn ơi. Đủ thèm rồi. Giờ chia sẻ cho các bạn cái nồi lẩu này thôi. Nồi lẩu rất là ngon. Hẹn các bạn với video clip sau luôn nha các bạn. Chào nha.